KNP đại phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GAA và đủ các bài nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước y e 400 mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 mỹ kim, hộp xoàn GAA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP đại phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả do Song TV những viên hộp xoàn GAA giá trị hợp tứ tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Xin chào quý vị khán giả, đây là đại um, lại là cái show của KNP Đại Pháp cuối tháng 8 rồi quý vị à, uh, Hôm nay anh Phạm Khanh nghỉ, hôm nay có một mình biết làm thôi à, uh, Tất cả đây tất cả là 40 món. Mong quý vị gọi vô cho KNP Đại Phát ở số phone là 7143058089. À trước khi Bích vô món số 1 Bích giới thiệu cái cửa hàng của Bích tọa lạc ở thương Xá Phước Lộc Thọ quý vị. Trên lầu cái suite 214 cái booth number là số 8 và số 9. À ở số phone là 714 -305 8089, nếu quý vị kiếm không được bích, quý vị nhớ là cái số phone nằm trên phone của quý vị. Thì quý vị gọi bích ở đâu? Nhớ là cái số phone là 7143058089 quý vị nhé. À, cho bích vô món số 1. Là một cái đôi bông tai xoàn vàng trắng 18K. Có khoảng là 20 viên soàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn Mỗi viên là 3 ly 3. VVS1 mà nước E-Color, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 800 đô, on sale tuần này chỉ có 660 đô thôi quý vị. Cái cặp bông tai này à, rất dễ thương mà đẹp lắm quý vị ơi. Qua món số 2, món số 2 là một cái đôi bông tai xoàn vàng trắng 18K$ có khoảng là hai chục viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn mỗi viên là 4 ly nước ép color mà VVS2 non fluorescent là nan hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế đó chính là GIA sạch đẹp không bọt mà cũng không thang. giá thị trường là 1.500 đô on sale tuần này chỉ có 1.180 đô thôi quý vị cái xoàn 4 ly nước ép mà VVS2 chỉ có 400 đô một viên thay vì quý vị mua những cái viên hột xoàn 4 ly ngoài giấy cũng 400 đô rồi. Thành ra quý vị nên mua có giấy GIA thì an tâm hơn. Chỉ có 400 đô một viên nhân 2 là 800, còn cái bông tai là 382 cái cộng lại là 1180 đô. Cho biết qua món số 3 là một cái đôi bông tai xoàn vàng trắng 18k có khoảng là 16 cái viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn mỗi viên là 4 ly nước e color vs1 mà forestin là nên hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế đó chính là gia sạch đẹp không bọt mà cũng không than giá thị trường là 1.700 đô on sale tuần này chỉ có 1.350 đô. Cái xoàn 4 ly nước y mà VS1 đó quý vị, Bích vẫn bán có 400 đô một viên, nhân 2 là 800. Còn cái đôi bông tai là 550, hai cái cộng lại là 1.350 cái đôi bông tai này nó rất dễ thương mà nó đẹp đó quý vị trong đó có bốn à, một bên bông tai có bốn trái tim mà rất dễ thương à, qua món số 4 là một cái đôi bông tai xoàn vàng trắng 18 k có khoảng là 12 cái viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn mỗi viên là 4 ly rưỡi nước chi color là chi cho nó quý vị mà được VVS1 cộng với ba cái excellent hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế đó chính là GIA sạch đẹp không bọt mà cũng không than giá thị trường là 2.100 đô on sale tuần này chỉ có 1.730 đô thôi quý vị cái xoàn 4 ly rưỡi nước chi mà VVS1 mà có giấy giám định của quốc tế đó là GIA chỉ có 650 đô một viên nhưng hai là 1.300 còn cái đôi bông tay là 432 hai cái cộng lại là 1.730 đô ta biết qua món số 5 món số 5 là một cái đôi bông tay xoàn vàng trắng 18 k có khoảng là 30 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn mỗi viên là 6 ly. Cái 6 ly mà nước hết khó đó quý vị không có dễ kiếm mà kiếm được một đôi bông tai cũng không phải là dễ quý vị. VVS1 cộng với ba cái excellent cái fluorescent của hai cái viên này đều là nâng. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế đó chính là GIA sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 9.900 đô. On sale tuần này chỉ có 8.180 đô thôi quý vị. Cái xoàn 6 ly mà nước hết là VVS1 chỉ có 3.800 đô một viên nhân 2 là 7 600 còn cái đôi bông tai là 508 hai cái cộng lại là 8.180 đô qua wow, món số 6. Món số 6 là một cái đôi bông tai toàn ten đó quý vị, soàn toàn ten rất dễ thương. Vàng trắng 18K có khoảng là 60 viên soàn nhỏ cộng với hai cái viên soàn, mỗi viên là 4 ly. Nước e color mà được IF nè quý vị, cộng với ba cái excellent, hai cái viên này hấp dẫn quý vị. Forrestion là 5. hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế đó chính là GIA sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 2.000 đô. On sale tuần này chỉ có 1.670 đô thôi quý vị. Cái xoàn 4 ly nước y mà IF 3 excellent luôn đó quý vị. Chỉ có 460 đô một viên nhân 2 là 920 còn cái đôi bông tay là 750, hai cái cộng lại là 1670 đô. Qua món số 7, Món số 7 là một cái đôi bông tai xoàng vàng trắng 18K có khoảng là 30 viên xoàng nhỏ cộng với hai cái viên xoàng mỗi viên là 5, ,5 ly rưỡi vvs 1 cộng với ba cái Excellent Forest là nên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế đó chính là GIA sạch đẹp không bọt mặt cũng không than giá thị trường là 4.600 đô on sale tuần này chỉ có 3.850 đô cái xoàn 5, 5 ly rưỡi VVS1 mà ba cái excellent đó quý vị chỉ có 1.700 đô một viên nhân 2 là 3.400 còn cái đôi bông tai là 450, hai cái cộng lại là 3.850 đô. Ta qua món số 8 là một cái đôi bông tai xoàn vàng trắng 18K có khoảng là 30 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn mỗi viên là 5 ly 2 nước ép khó lờ DEF là ép quá đẹp rồi quý vị VVS1 cộng với ba cái excellent cái Forex là nên có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế đó, chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không thang. Giá thị trường là 5.200 đô, on sale tuần này chỉ có 4.300 đô thôi quý vị. Cái xoàn 5 ly 2 nước ép mà VVS1 chỉ có 1.850 đô một viên, nhân 2 là 3.900 đô còn cái đôi bông tai là 400 hai cái cộng lại là 4.300 đô cái đôi bông tai này rất tuyệt vời cho biết qua món số 9 món số 9 là một cái đôi bông tai xoàn vàng trắng 18 k có khoảng là 50 56 viên xoàn nhỏ đó quý vị cộng với một cái viên xoàn chính giữa là chấm 96 nước y e color chấm 96 thay vì quý vị một mua một carat thì nó mắc quá mà lâu lâu mới có một viên là được như vậy chấm 96 nước y mà được VVS1 cộng với ba cái excellent cái forestin là nên có cả 8 trái tim và 8 mũi tên viên này có giấy giám định của quốc tế đó chính là GIA sạch đẹp không bọt mặt cũng không than giá thị trường là 11.800 đô on sale tuần này chỉ có 9.750 đô thôi quý vị cái xoàn chấm 96 nước y mà VVS1 chỉ có là 8.500 đô cái nhẫn xoàn là 1.250 hai cái cộng lại là 9.750 đô đó quý vị ta yeah, biết qua món số 10 là có một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18 k có khoảng là 80 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là một carat 11 là ba con số 1 đó quý vị. Nước hex color mà được IF nữa là còn gì bằng cộng với ba cái excellent cái forest là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó chính là GIA sạch đẹp không bọt mặt cũng không than giá thị trường là 9.600 đô on sale tuần này chỉ có 7.980 đô thôi quý vị cái xoàn 1 carat 11 mà nước hết khó là mà được ai ép nữa quý vị chỉ có là 6.800 đô thôi cái nhẫn xoàn là 1.180 hai cái cộng lại là 7.980 đô thôi quý vị Dạ, yeah, mong quý vị đón xem phần 2 sau vài thông tin à, quảng cáo quý vị nhé.